Ngày 9 tháng 7 năm 2019 tại Hà Nội, Vietinbank đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, thúc đẩy phát triển kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự hội nghị có ông Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Trần Minh Bình, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, cùng các ông bà trong Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Giám đốc khối, các phòng ban trụ sở chính và Giám đốc các chi nhánh Vietinbank trên toàn quốc. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Đức Thọ khẳng định, hội nghị lần này không chỉ mang tính chất sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019, mà quan trọng hơn là các biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh những tháng cuối năm 2019. Ngay từ đầu năm 2019, Vietinbank đã hiện thực hóa mục tiêu kế hoạch kinh doanh bằng các giải pháp cụ thể. Nhờ đó, hiệu quả hoạt động của Vietinbank 6 tháng đầu năm 2019 tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm 2018. Phát huy những kết quả đạt được, định hướng hoạt động kinh doanh của Vietinbank trong thời gian tới là tiếp tục bám sát phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt và kế hoạch kinh doanh trung hạn đã đề ra. Đặc biệt, Vietinbank tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, bám sát phương án tăng vốn, chủ động thực hiện các phương án cải thiện vốn tự có. Vietinbank sẽ tiếp tục tích cực xử lý nợ xấu, nợ ngoại bảng, nợ đã bán cho VAMC và các khoản nợ có vấn đề áp dụng theo nghị quyết 42. Cùng với các giải pháp về quản trị hiệu quả chi phí, hiện đại hóa ngân hàng, công tác nhân sự truyền thông, Vietinbank quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn, hiệu quả bền vững. Tại hội nghị, đại diện ban lãnh đạo Vietinbank và MUFG Bank đã có những chia sẻ sâu sắc về văn hóa doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các chủ đề quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh doanh cũng đã được trao đổi tại hội nghị. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.